đường đến đâu thì tiền đến đó. Các bạn thấy rằng đây là một cái tuyến đường mới làm. Ngày xưa ở khu vực này thì chia sẻ với bạn là giá đất ở đây khi mà chưa đường này nó chỉ rơi khoảng tầm 5 triệu mét thôi. Nhưng mà khi đường này mà làm xong thì chúng ta thấy rằng là giá đất này nó tăng lên gấp 4 lần, là lên khoảng hơn 20 triệu một mét. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đầu tư bất động sản này, chúng ta hãy tìm cho mình những khu vực mà có đường đi qua. Nhưng mà ở trong video này thì Dũng lại không đề cập đến các bạn vấn đề là đầu tư, mà chúng ta đề cập đến vấn đề tại sao đoạn này vẫn chưa xong. Thường thì khi mà chúng ta bị thu hồi mất đất thì các bạn thấy rằng nhiều hộ gia đình họ sẽ mong muốn là tôi phải được tiền đền bù nhiều hơn. Nhưng mà bản chất nếu như các bạn tính bài toán này thì chúng ta thấy là đường đi qua là điều may mắn cho các bạn. Bởi vì sao? Bạn có một mảnh đất 500m², ví dụ ở đây họ lấy vào mất khoảng của bạn 100m², và đang từ giá 5 triệu một mét mà bán rất khó. Nhưng khi có đường phát 20 triệu mét hở ra mất. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ thu hồi, nhà nước sẽ đền bù chúng ta 100m² như theo giá nhà nước. 400m còn lại chúng ta đang từ 5 triệu thì năm 25 tổng cả mảnh đất của ta có 2,5 tỷ. Nhưng nếu như mà đường mở xong rồi thì đất chúng ta sẽ tăng lên bao nhiêu? 4 x 20 ra 8 tỷ. Như vậy tổng diện tích đất của ta giá trị tăng lên bao nhiêu? Từ 2,5 tỷ lên 8 tỷ là nó rơi vào đâu đó khoảng gần 4 lần. Chúng ta có sẵn sàng để chúng ta hợp tác và chúng ta cho cái chỗ này nó đẹp hơn không? Chúng ta thấy rằng nếu mà chỗ này mà làm đường xong hết gọn kẽ như phía bên trên kia thì chúng tin chắc rằng là sẽ có một cái tài sản nó tăng giá trong vô hình mà chúng ta không nghĩ rằng tự nhiên tài sản của mình sao nó lại nhiều như thế. Thì theo các bạn, quan điểm bạn, nếu như bạn có đất, bạn có chấp nhận để như này không? Hay là bạn sẽ đồng ý là ok, nhà nước làm đi để tôi có con đường đẹp, tôi có thể đi lại thuận tiện hơn và đất tôi tăng giá. Và các bạn đầu tư thì các bạn hãy tìm cho mình những cái mảnh bất động sản, ví dụ ở giáp đây này, lúc mà nó chưa có đường nhé, xin lỗi các bạn, chưa đường các bạn mua đấy cực rẻ luôn. Nhưng khi đường lên rồi, hiện hữu rồi, không còn nữa đâu. Do vậy đầu tư thì phải đầu tư tương lai và khi nó chưa hình thành nhá. Đầu tư những cái gì mà nó chưa hình thành, nó mới chỉ trên giấy tờ, trên quy hoạch. Và muốn biết quy hoạch thì đương nhiên các bạn cần phải check quy hoạch. Và bạn nào đầu tư mà muốn biết quy hoạch ở khu vực nào đó nó như thế nào thì có thể inbox, Dũng sẽ hỗ trợ bạn điều này.